Bạn bước ra cửa và chui vào xe. Không có sự lựa chọn, có một việc phải làm và nó sẽ không vui chút nào đây. Bạn cần mua đồ tạp hóa, bạn chỉ cần giấy vệ sinh và vài quả cam. Nhưng bằng cách nào đó, bạn đã rời cửa hàng với 4 túi đồ liền. Chuyện đó đã xảy ra, chỉ cần bỏ chúng vào cốp xe thôi. Ồ, chờ đã, đây rồi. Trong đó có rất nhiều đồ cũ mà bạn định đi quyên góp. Bạn cũng không thể để đồ tạp hóa vào ghế sau được. Chúng có thể sẽ rớt hết mất. Đây là giải pháp. Lấy một vài chiếc móc khóa có lò xo, giữ gối tựa đầu và nâng nó lên một chút. Bây giờ bạn đã có một không gian cho móc khóa trên các thanh kim loại kia và chỉ cần mở móc rồi treo túi đồ lên thôi. Tuyệt cú mèo. Ồ, bạn thích mèo đó sao? Tốt, đây là những kiến thức thêm cho bạn để giúp việc lái xe dễ dàng hơn một chút này. Chúng ta đều đã trải qua những ngày nắng nóng khó chịu ấy. Những ngày mà bạn luôn mơ ước có một món đồ uống trên tay. Hôm nay là một ngày như vậy. Bạn đã mua một chai Coca ở cửa hàng và bạn cần dụng cụ mở nắp chai. Vấn đề duy nhất là bạn không có cái nào cả. Đừng lo. Thấy mấy món kim loại trên dây an toàn kia không? Chúng giữ cho bạn an toàn nhưng cũng có hình dạng y chang như dụng cụ mở nắp chai. Dễ ợt. Bạn vẫn còn hộp DVD cũ ở đâu đó chứ? Phủi bụi một hộp và lấy nó làm tấm che dàn âm thanh trên xe thôi. Đây là những gì bạn cần làm. Dùng kéo cắt bỏ các cạnh đi. Ý tưởng là tạo ra một tấm che phẳng, gần giống như tờ giấy. Việc còn lại thật dễ dàng. Bạn vào xe với tấm che mới tự làm đó, cắt bỏ những phần thừa và đặt nó dưới hệ thống âm thanh để nó không rơi ra. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là đóng nó lại, giữ nó gọn gàng và sạch sẽ. Thêm vào đó thì sẽ không ai nảy ra ý gì xấu đâu. Bạn lái xe ra ngoài nhưng lại để quên giá đỡ điện thoại ở nhà. Dở hơi quá. Có thể bạn cần GPS, cần gọi điện hoặc quay vlog mới nhất, ví dụ như xem tôi lái xe vòng vòng này. Vậy nên bạn cần ứng biến một chút. Đưa tay xuống gầm ghế và lấy một ít dây thun ra. Rõ ràng là bạn không dùng chúng để làm gì cả. Dưới đó không có sao. Kiểm tra hộp đựng găng tay xem. Có rồi. Tiếp theo, quấn chặt một hoặc hai sợi xung quanh lỗ thoát khí, sau đó nhét điện thoại vào giữa. Nếu làm đúng, bạn sẽ có một giá đỡ điện thoại tự chế để dùng khi cần. Nếu làm sai, chà, xin chào nghệ thuật đương đại. Nếu bạn vừa có bằng lái xe hay một chiếc ô tô mới và chưa hoàn toàn quen với cảm giác lái xe thì có một mẹo đơn giản mà bạn có thể áp dụng để lái thuần thục hơn đây. Lấy một chai nhựa và đặt nó trước xe. Sau đó hãy lái xe cán qua chai vài lần, tiến và lùi. Việc này sẽ giúp bạn cảm nhận chính xác vị trí của bánh xe và kích thước phần trước của xe. Được rồi, bạn cảm thấy mình có chút nghệ thuật tiềm ẩn, nhưng sợ rằng mình không có tài năng. Những gì bạn cần là đối tác nghệ thuật hoàn hảo, đó là chiếc xe của bạn. Lấy vài chai màu vẽ nhỏ và đặt chúng thẳng hàng, ngay trên đường bạn lái xe. Sau đó, trải một tấm canvas trắng ngay trước đó. Bạn có thể dùng tấm bìa cứng lớn, tấm ga trải giường kéo căng hoặc một số tờ giấy trắng. Bây giờ là phần thú vị đây. Quay vào xe, khởi động động cơ và lái qua các chai màu vẽ. Chúng sẽ văng khắp tấm canvas và tạo ra tác phẩm nghệ thuật trừu tượng độc đáo. Xin chúc mừng, bạn chính thức là một nghệ sĩ rồi đấy. Khi bạn đang lái xe xuyên quốc gia, kẻ thù lớn nhất có thể là mí mắt bạn. Chúng cứ liên tục chĩu xuống ấy. Nếu bạn cũng như vậy, thì lần sau khi đi du lịch bằng đường bộ, hãy mang theo một tấm nệm hơi. Cảm thấy hơi buồn ngủ giữa đường sao? Tấp vào một nơi nào đó an toàn, trải nệm hơi ở ghế sau và chợp mắt một chút. Bạn sẽ thức dậy với cảm giác thoải mái và lại sẵn sàng lên đường. Bạn thậm chí có thể để sẵn tấm nệm ở đó cho những lúc bạn lại muốn nghỉ ngơi ấy chứ. Nếu bạn đang đi du lịch dài ngày với một người bạn và họ cũng cảm thấy buồn ngủ, chuyện này dễ hơn một chút này. Sắm cho dây an toàn trên ô tô của bạn một lớp vỏ bọc mềm mại. Phụ lái của bạn chỉ cần nghiêng đầu sang một bên và đánh một giấc là xong. Chỉ hy vọng là họ không ngáy thôi. Gương của bạn quá nhỏ để cho bạn xem tất cả những gì bạn cần nhìn thấy trên đường sau. Những điểm mù có thể gây khó chịu và bạn có thể bị đau cổ vì những lần cua ngoằn ngoèo mỗi khi chuyển làn. Với gương 180 độ mới và cải tiến, bạn sẽ không cần phải tiếp tục làm con cú nữa đâu. Giả sử bây giờ bạn có tới 4 người trên xe. Bạn thân ngồi bên cạnh bạn, đang gục trên dây an toàn có lớp vỏ bọc tuyệt vời mà bạn đã sắm, và hai người bạn khác chán nản, ngồi nghịch điện thoại ở ghế sau. Trước chuyến đi, vì bạn là nhà tổ chức có tâm nên bạn sạc máy tính bảng của mình để họ có thể xem phim hay gì đó. Nhưng ai mà muốn cầm máy tính bảng suốt 2 tiếng đồng hồ cơ chứ?
chỉ cần dùng giá đỡ máy tính bảng tiện lợi mà bạn có thể treo vào ghế trước này thôi. Nó giống như màn hình cảm ứng có trên những chiếc máy bay mới với hàng trăm bộ phim để lựa chọn, riêng tư và cá nhân. Thật là một nhà tổ chức giỏi quá đi. Những hành khách ở ghế sau còn xứng đáng được sự thoải mái hơn nữa, lấy vài cái núm hút chân không để có thêm chỗ treo đồ. Bạn bè của bạn thậm chí còn không biết họ cần nó đấy. Họ có thể treo vài tấm vải che nắng, túi khoai tây chiên, quạt di động, thật hoàn hảo, cho đến khi bạn vô tình kéo cửa sổ họ xuống. Cốp xe thường giống một ngọn núi lửa hành lý hơn là một chỗ để đồ ngăn nắp, thật lộn xộn. Vậy tại sao không tự ứng biến một hệ thống ngăn chia để mọi thứ ngăn nắp? Bạn có thể dùng gỗ hoặc chỉ cần một đám thùng các tông chắc chắn là ổn. Một ngăn dành cho đồ ăn, một ngăn để những giấy tờ không dùng đến, một ngăn dành cho hành lý và một ngăn để bản đồ mà bạn đã không dùng trong 10 năm. Tôi còn quên gì không nhỉ? Nếu lái xe đường dài, lưng bạn có thể sẽ đau và trời ơi, bạn quên mang theo tấm nệm hơi rồi. Chỉ cần để sẵn một chiếc gối tựa lưng dưới ghế ngồi và lấy nó ra dùng khi cảm thấy đau là được. Không phải tất cả chúng ta đều là những người đậu xe giỏi, hãy thừa nhận đi. Đôi lúc bạn có thể làm chảy xước chiếc xe khi không cẩn thận. Hãy mua vài con gà cao su đáng yêu, thứ sẽ kêu lên khi bạn bóp ấy. Cảnh báo, trông bạn sẽ khá buồn cười, nhưng sẽ không bao giờ làm xước xe nữa. Được rồi, hãy lấy chúng ra trước khi đỗ xe và móc chúng vào các góc phía trước và sau xe. Khi bạn đến quá gần cây cột hoặc tường hoặc xe của người khác, những con gà sẽ cất lên bài ca kinh điển. Và nếu bạn vẫn tiếp tục, chúng sẽ hoạt động như một bộ giảm xóc mềm mại để bảo vệ lớp sơn của bạn. Bạn đã về đến nhà, chuyến đi tốt đẹp, nhưng bây giờ chiếc xe của bạn lại cực kỳ bẩn, có vài chỗ bạn không thể làm sạch. Được rồi, lấy một ít chất nhờn ma quái. Vâng, bạn đã nghe đúng rồi đấy, chính là chất nhờn slime đấy. Nhét nó vào những chỗ mà bụi bẩn không ra được. Chất dính này sẽ bám vào chất bẩn khác. Giờ bạn chỉ cần lau sạch mọi thứ. Không biết chất nhờn là gì sao? Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ với YouTube nhé. Bạn có một người bạn lông xù thường ngồi ở ghế sau sao? Chắc chắn nó là người bạn luôn đồng hành với bạn. Nhưng nó rụng lông như lá mùa thu. Nhìn tất cả đống lông nó để lại cho bạn như một món quà cảm ơn đi. Cảm ơn sao? Bạn yêu chú chó của mình nhưng thôi nào. Tại sao nó lại không rụng lông ở sân sau chứ? Cảm giảm đủ rồi. Hãy lấy một tấm phủ băng ghế sau hay còn gọi là chăn, đủ dài để che ghế và phần tựa lưng. Giờ ngay cả khi chó cưng của bạn đi khắp nơi thì tất cả những sợi lông rụng đó vẫn sẽ dính trên tấm phủ. Chỉ cần nhớ giặt nó theo chu trình riêng vì bạn sẽ không muốn lông dính đầy vào quần áo đâu.